Tiêu đề UDP có chiều dài cố định 8 byte, gồm 4 trường, 2 byte cổng nguồn xác định giao thức nguồn tại tầng ứng dụng, giao thức đang gửi bản tin UDP. Việc sử dụng trường này là tùy chọn, nếu cổng nguồn không được đặt thì trường này được đặt là không. Đây là trường hợp truyền dữ liệu video, vì trong trường hợp này không cần có phản hồi. Địa chỉ cổng đích xác định giao thức đích tại tầng ứng dụng, trường địa chỉ IP đích trong tiêu đề IP cùng với trường cổng đích trong tiêu đề UDP hình thành một khe cắm, chính là địa chỉ cho biết ứng dụng nào sẽ nhận dữ liệu. Trường độ dài cho biết chiều dài của tiêu đề UDP. Cuối cùng, tiêu đề được kết thúc bởi 2 byte trường tổng kiểm tra. Trường này được sử dụng để kiểm tra toàn bộ bản tin UDP. Việc sử dụng trường này cũng là tùy chọn, nếu không sử dụng thì trường tổng kiểm tra được đặt bằng 0. Giao thức tầng giao vận thứ hai là TCP. TCP là giao thức hướng kết nối, nghĩa là trước khi truyền dữ liệu thì hai ứng dụng phải thiết lập một kết nối TCP. Kết nối TCP là kết nối song công, hay nói cách khác, mỗi trạm TCP có quyền truy nhập vào hai kênh logic là kênh đến và kênh đi. TCP đảm bảo truyền dữ liệu tin cậy, mỗi gói dữ liệu được gắn một số thứ tự. Gói tiếp theo được truyền khi phía phát nhận được xác nhận của phía thu về gói tin vừa phát. Nếu không, gói tin sẽ được phát lại. Phía thu có cơ chế loại bỏ các gói lặp và sắp xếp lại những gói tin đến không đúng thứ tự. TCP hỗ trợ điều khiển luồng tại cả phía phát và phía thu. Điều khiển luồng là cơ chế đảm bảo rằng tốc độ phía phát không quá nhanh để phía thu có thể nhận được, tránh nghẽn toàn mạng, tràn router dẫn đến mất thông tin. Điều khiển luồng của TCP chỉ cho phép phía phát tăng từ từ tốc độ gửi dữ liệu. Để tránh trường hợp phía thu không thể xử lý kịp dữ liệu do phía phát gửi, thì phía thu cũng phải thực thi cơ chế điều khiển luồng để thông báo cho phía phát kích thước trống trong bộ đệm thu. Mặt khác, ở phía thu cũng có cơ chế điều khiển luồng dựa vào kích cỡ còn trống của bộ đệm thu. TCP chia nhỏ các gói dữ liệu nhận được từ tầng ứng dụng để có thể vừa ghép vào các gói IP. Kết nối TCP là kết nối điểm điểm giữa hai giao thức tầng ứng dụng. Loại kết nối này còn được gọi là truyền dẫn trực tiếp. Các phân đoạn TCP được truyền trong các gói IP. Một phân đoạn TCP gồm phần tiêu đề TCP và tải tin được đóng gói với một tiêu đề IP. Sau đó, gói IP này được gửi xuống tầng dưới và được thêm phần đuôi và tiêu đề lớp liên kết dữ liệu. Để hiểu sâu hơn về TCP, chúng ta cần tìm hiểu tiêu đề TCP và các trường của nó, cũng như cách thiết lập và giải phóng kết nối TCP. Cuối cùng, chúng ta sẽ xem xét hoạt động giữa hai trạm thông qua biểu đồ luồng dữ liệu. Tiêu đề TCP có độ dài thay đổi. Chiều dài nhỏ nhất của nó trong trường hợp không sử dụng tùy chọn là 20 byte. Các trường 2 byte cổng nguồn và cổng đích cũng tương tự như trong gói UDP. Trường số thứ tự dài 4 byte cho biết số thứ tự của các byte được truyền trong một phân đoạn. Nó được sử dụng để kiểm tra xem đã nhận được tất cả các byte chưa. Trường số xác nhận cũng dài 4 byte, nó chứa giá trị của số thứ tự tiếp theo mà trạm phát đang đợi để nhận. Trường độ dịch dữ liệu cho biết vị trí bắt đầu dữ liệu, nó tương ứng với kích thước của tiêu đề TCP tính theo các khối 4 byte. 6 bit tiếp theo được dự trữ cho các mục đích trong tương lai và được đặt không. Các trường cờ xác định loại thông tin chứa trong phân đoạn, chúng ta sẽ tìm hiểu chi tiết hơn về các bit cờ trong những phần sau của chương này. Trường cửa sổ dài 2 byte xác định số byte mà phía thu sẵn sàng chấp nhận trong bộ đệm thu của nó. Trường tổng kiểm tra xác định tính toàn vẹn dữ liệu cho toàn bộ phân đoạn TCP theo thuật toán đã xác định. Khác với UDP, trường này là bắt buộc đối với TCP. Trường con trò khẩn dài 2 byte cho biết vị trí của dữ liệu khẩn chứa trong phân đoạn. Nó trò tới điểm kết thúc của dữ liệu khẩn, nghĩa là điểm bắt đầu của dữ liệu thường. Phần cuối cùng của tiêu đề là các tùy chọn. Trong tiêu đề TCP,
thì các bit cờ chứa các thông tin trạng thái quan trọng. Do đó, chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ hơn về các bit này. Cờ khẩn cho biết trong phân đoạn có chứa dữ liệu khẩn. Vị trí của dữ liệu khẩn được xác định bởi trường con trò khẩn. Cờ xác nhận cho biết tính hiệu lực trường số xác nhận. Cờ đẩy yêu cầu phía thu đẩy dữ liệu từ bộ đệm lên tầng ứng dụng. Nếu cờ thiết lập lại được đặt thì kết nối phải được thiết lập lại. Trường hợp này xảy ra khi một phân đoạn TCP bị lỗi gây nên mất kết nối. Cờ đồng bộ được đặt trong quá trình thiết lập kết nối. Cờ kết thúc cho biết phía phát đã truyền hết dữ liệu. Giống như quá trình thiết lập kết nối, quá trình giải phóng kết nối cũng dựa trên việc trao đổi các phân đoạn TCP. Trong quá trình này, các phân đoạn có cờ kết thúc được đặt là một được trao đổi. Phân đoạn kết thúc cho biết phía phát sẽ không gửi dữ liệu trên kết nối nữa. Do một kết nối TCP đối với các trạm đang truyền thông gồm hai kênh logic, một kênh đi và một kênh đến, nên cần phải đóng cả hai kênh và việc đóng kết nối phải được xác nhận. TCP là một giao thức hướng kết nối. Do vậy, trước khi truyền dữ liệu, phía phát và phía thu phải trao đổi một loạt bản tin yêu cầu và trả lời để thiết lập kênh truyền. Sau khi kết thúc quá trình trao đổi dữ liệu, hai bên cũng thực hiện trao đổi một loạt bản tin khác để giải phóng kênh truyền. Do vậy, quá trình truyền thông của TCP có thể được chia thành 3 giai đoạn. Thiết lập kết nối, truyền dữ liệu, giải phóng kết nối. Để thiết lập kết nối, TCP sử dụng giao thức bắt tay 3 bước. Mục đích của giao thức này là để đồng bộ số thứ tự giữa phía phát và phía thu, để thông báo cho nhau lượng dữ liệu mà mỗi bên có thể truyền tại một thời điểm. Và cuối cùng, để thiết lập một kết nối ảo. Để thiết lập một kết nối, trạm khởi đầu yêu cầu thiết lập một phiên truyền thông bằng cách gửi một phân đoạn có cờ đồng bộ, được đặt là một. Trạm thu xác nhận yêu cầu bằng cách gửi trả một phân đoạn có cờ đồng bộ cũng được đặt là một. Phân đoạn này cũng chứa một số thứ tự cho biết byte bắt đầu của phân đoạn sẽ được truyền tiếp theo và một số xác nhận cho biết số trình tự của byte tiếp theo đang đợi để nhận. Cuối cùng, trạm yêu cầu gửi một phân đoạn chứa số thứ tự đã được xác nhận và số xác nhận của nó. Lúc này, phiên truyền thông song công đã được thiết lập và sẵn sàng cho quá trình truyền dữ liệu.